Thông báo hiện nay đã phát hiện một số vé giả, vé cũ, vé đã chỉnh sửa tẩy xóa đang được bán trái phép. Ban tổ chức xin thông báo đến khán giả hãy lưu ý để tránh khỏi tình trạng mua phải vé giả. Xin chào huấn luyện viên thể lực của đội tuyển Việt Nam. Thể lực của chúng ta đây cũng đã xuất hiện rồi đây. Chàng Hàn Quốc rất đẹp trai đây. Đây cũng là một trong các trợ lý của huấn luyện Park. Có thể là anh đến đây làm nhiệm vụ theo chỉ đạo từ huấn luyện Park hàng giờ đến để theo dõi các cầu thủ, cũng như là xem những cầu thủ nào đang gặp vấn đề về thể lực hay gì đó rồi báo cáo lại trước khi cho đợi đợt tập trung tiếp theo các bạn. Cũng như là hỗ trợ tốt nhất dành cho các cầu thủ. Huấn luyện viên thể lực của chúng ta ngồi trên hàng ghế sau cùng. Hiện tại thì bọn mình vẫn chưa tìm được Công Phượng và bọn mình xin phép là off-stream ở đây các bạn nhé, để nhường sóng dành cho các đơn vị truyền hình và các bạn để theo dõi các trận đấu này ở trên TV. Và bọn mình sẽ gửi cho quý vị các bạn, nếu như bọn mình gặp được Công Phượng thì sẽ làm một video phỏng vấn hoặc là một video để cho bọn người thấy hình ảnh của Công Phượng vào bây giờ sẽ như thế nào và ra sao, và Công Phượng ở đây để cổ vũ các đồng đội như. Như vậy là trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam đã nhận được danh sách thi đấu và bắt đầu ghi chép rồi các bạn nhé. Anh em để ý này, bắt đầu ghi chép rồi. Đây, đây là danh sách này. Đấy. Và đây là trợ lý huấn luyện viên được các bạn nhìn tích thì có thể nhìn được nhé. Nếu mà các bạn nhìn thấy thì các bạn bấm like luôn. Sự ghi chép. Ông đang ghi chép dựa trên đội hình xuất phát để có những theo dõi và làm báo cáo cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Các bạn hãy gọi là comment đi xem là đố các bạn biết là thầy ghi chép gì đấy. Đẹp trai chưa? Như vậy là Nguyễn Văn Toàn đã được cao cho thành em bầu dưỡng nhất trận đấu. À, rất là thất tháng. Đấy, đó là Văn Toàn các bạn nhé. Tuyệt vời luôn. Bố hoa tặng cho Văn Toàn. 15 triệu đồng. 15 triệu. Xuất sắc nhất tháng. Số 9 Văn Toàn. Xin cảm ơn ông thầy cô. Rất tuyệt vời. Văn Toàn là chúng ta thấy gió to, Văn Toàn chạy rất là nhanh. Các thể lượng trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất và nước, từ đó bắt đầu trực tiếp đến chất lượng môi trường sống và sức khỏe con người. Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng rất nhiều rác thải nhựa. Trung bình mỗi ngày Việt Nam xả khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa, trong đó có túi ni lông ra môi trường. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoàng Xuân Mạnh đang đưa bóng cho các trẻ em rất tuyệt vời. Liên quan rất mật thiết với cả Xuân Mạnh. Triệu Việt Hưng. Xin chào quý vị và các bạn, đang ngay đằng sau tôi là các cổ động viên của Sô Lo Nghệ An. Họ đã im lặng trong hầu hết phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng khi bàn thắng của Quang Tình đó là một cú vô lê đẳng cấp thế giới thì tất cả các khán đài có sự hiện diện của các cổ động viên của Sô Lo Nghệ An thì họ sôi động không khác gì những sân bóng ở nước ngoài, như kiểu chúng ta đang ở Nou Camp hay là Bernabeu vậy. Đó là một thực sự là một cái điều tuyệt vời, và chúng tôi gọi đây chính là ngày hội bóng đá trên sân Vinh. Nếu như ai không biết, nhìn ảnh này rất dễ tưởng đây là sân của Borussia Dortmund hoặc là Bernabeu. Xin mời các bạn.
đứng lên trong những tình huống nguy hiểm. Đấy lại một lần nữa cảm giác chúng ta tưởng như đây đang là khán đài đứng của Dortmund, một đất nước ở Bundesliga mà một giải đấu ở châu Âu có một khán đài đứng như đây. Có rất nhiều ghế ngồi nhưng các khán giả phải nói là tôi còn cảm thấy hồi hộp, không thể phát âm được vào thời điểm này không ạ? Các khán giả đứng liên tục. Câu lạc bộ Nghệ An đã thắng 3-0 Hoàng Gia Lai và bây giờ là màn cảm ơn các cổ động viên của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Careful.
Thì tôi đã đến tuổi để được đảm bảo tôi thấy các chủ nhân
vọng như vậy. Tôi nghĩ là